Cô Sỏn à, chúng ta nên bắt đầu lại. Chúng ta phải sửa chữa lỗi lầm của quá khứ. Cô muốn cô quay lại quản lý khách sạn của gia đình chúng ta. Cho cô thêm thời gian suy nghĩ đã biết. Dạ được mà. Anh cảm thấy thoải mái hơn cả tháng này. Bởi vì anh biết rằng đến ngày mà anh được ra tù, anh sẽ không cần phải sống trốn tránh nữa. Anh biết được cuộc đời của anh vẫn có thể bước tiếp.